Quy luật buông bỏ. Nằm trong sự buông bỏ là sự thông hiểu điều bất định. Nằm trong thông hiểu điều bất định là tự do thoát khỏi quá khứ chúng ta, thoát khỏi những điều đã biết, vốn là nơi giam cầm những thân phận quá khứ. Và khi tự nguyện bước vào những điều chưa biết, trường của mọi khả năng, chúng ta hiến mình cho trí tuệ sáng tạo đã dàn dựng nên vũ điệu của vũ trụ. Quy luật tinh thần thứ 6 của thành công là quy luật buông bỏ. Quy luật này cho rằng để đạt được bất cứ thứ gì trong vũ trụ vật chất này, bạn phải từ bỏ sự quan tâm tới nó. Điều này không có nghĩa bạn phải từ bỏ mục đích để tạo ra khát vọng. Bạn không từ bỏ mục đích và bạn không từ bỏ khát vọng. Bạn từ bỏ sự tham đắm vào kết quả. Đây là điều có tác động lớn cần phải làm. Thời điểm bạn ngừng tham đắm vào kết quả, đồng thời kết hợp mục đích hướng về một điểm với sự buông bỏ, bạn sẽ có được điều mình khao khát. Bất cứ thứ gì bạn muốn đều có thể đạt được thông qua sự buông bỏ, bởi buông bỏ dựa trên niềm tin trọn vẹn vào sức mạnh của cái tôi đích thực của bạn. Mặt khác, tham đắm hình thành trên nỗi sợ hãi và cảm giác không an toàn, và nhu cầu được an toàn hình thành dựa trên cơ sở chưa nhận thức được cái tôi đích thực. Ngọn nguồn của thịnh vượng, giàu có hay bất cứ thứ gì trong thế giới vật chất đều là cái tôi. Đó là ý thức về việc làm sao để đáp ứng mọi nhu cầu. Mọi thứ khác đều là biểu tượng. Xe hơi, nhà cửa, tiền bạc, quần áo, máy bay, những biểu tượng này chỉ là phù du, chúng đến rồi đi. Theo đuổi những biểu tượng này cũng giống như việc chấp nhận tấm bản đồ thay vì lãnh thổ có thực. Nó gây ra trạng thái lo lắng, và cuối cùng nó khiến bạn cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng tự bên trong, bởi bạn đã đánh đổi cái tôi của mình để lấy những biểu tượng của cái tôi ấy. Sự tham đắm xuất phát từ ý thức nghèo khó, bởi nó luôn hướng tới những biểu tượng. Sự buông bỏ đồng nghĩa với việc với ý thức về sự giàu có, bởi cùng với sự buông bỏ, ta sẽ có sự tự do để sáng tạo. Chỉ qua sự tham dự một cách không tham đắm, chúng ta mới có thể có được niềm vui và tiếng cười vang. Như thế, những biểu tượng của sự giàu có được tạo ra một cách tự nhiên và dễ dàng. Nếu không có sự buông bỏ, chúng ta chỉ là tù nhân của sự vô dụng, vô vọng, những nhu cầu của trần tục, những mối quan tâm nhỏ nhặt, nỗi tuyệt vọng lặng lẽ và những sự việc nghiêm trọng. Những đặc trưng của ý thức về sự nghèo khó và sự tồn tại tầm thường hàng ngày. Ý thức về sự giàu có đích thực là khả năng có được bất cứ thứ gì bạn muốn, bất cứ lúc nào bạn muốn và chỉ với nỗ lực tối thiểu. Để chiêm nghiệm điều này, bạn phải được truyền thụ khả năng thông hiểu điều bất định. Trong bất định, bạn sẽ tìm thấy tự do để tạo ra những thứ mình muốn. Con người không ngừng tìm kiếm cảm giác an toàn, và bạn sẽ nhận ra rằng tìm kiếm cảm giác an toàn thực ra chỉ là một điều phù du. Ngay cả ham muốn tiền bạc cũng là dấu hiệu của cảm giác không an toàn. Có thể bạn sẽ nói rằng khi tôi có một số triệu đô la nào đó, tôi sẽ an toàn. Như thế tôi sẽ chẳng phải lo lắng về tiền bạc và tôi sẽ nghỉ hưu. Sau đó tôi sẽ làm tất cả những gì mình thực sự mong muốn. Tuy nhiên, điều này không bao giờ xảy ra, không bao giờ xảy ra. Có những người tìm kiếm cảm giác an toàn, dành cả cuộc đời theo đuổi nó, nhưng không bao giờ tìm thấy. Nó vẫn chỉ là ảo vọng phù du, bởi an toàn không bao giờ đến từ riêng tiền bạc. Ham muốn tiền bạc sẽ luôn mang đến cảm giác bất an, bất kể bạn có bao nhiêu tiền trong ngân hàng. Thực tế, một số người có nhiều tiền nhất cũng chính là những người ít an toàn nhất. Tìm kiếm cảm giác an toàn chỉ là ảo tưởng. Theo những truyền thống minh triết cổ xưa, giải pháp cho toàn bộ vướng mắc này nằm ở sự thông hiểu về những điều không an toàn, hay thông hiểu về sự bất định. Điều này có nghĩa kiếm tìm cảm giác an toàn và bất định thực ra là một mối liên hệ với điều đã biết. Và điều đã biết là gì? Điều đã biết là quá khứ của chúng ta. Điều đã biết không gì khác chính là nơi giam giữ thân phận quá khứ. Trong nhà giam ấy không tồn tại thứ tiến hóa nào,
hoàn toàn không một chút nào. Và khi không có sự tiến hóa, sẽ chỉ là sự trì trệ, hỗn loạn, mất trật tự và hư hoại. Mặt khác, bất định là mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo thuần khiết và tự do. Bất định có nghĩa bước vào thế giới của những điều chưa biết tại mỗi khoảnh khắc tồn tại của chúng ta. Điều chưa biết là trường của mọi khả năng, luôn tươi mới, luôn mở ngỏ để tạo ra những hiện thân mới mẻ. Nếu không có những điều bất định và những điều chưa biết, cuộc sống chỉ là sự lặp đi lặp lại nhàm chán của những ký ức cũ mềm. Bạn trở thành nạn nhân của quá khứ, và kẻ hành hạ bạn ngày hôm nay chính là bản thân bạn sót lại từ ngày hôm qua. Thôi tham đắm vào điều đã biết, bước vào thế giới của những điều chưa biết, rồi thì bạn sẽ bước vào trường của mọi khả năng. Khi sẵn sàng đến với những điều chưa biết, bạn sẽ có khả năng thông hiểu sự bất định. Điều này có nghĩa, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, bạn sẽ thấy hào hứng, bất ngờ và bí ẩn. Bạn sẽ trải nghiệm những niềm vui trong cuộc sống, điều kỳ diệu, hạnh phúc và niềm hân hoan của chính tinh thần bạn. Mỗi ngày, bạn có thể tìm kiếm cảm giác thích thú trong điều có thể xảy ra trong trường của mọi khả năng. Khi bạn trải nghiệm cảm giác bất định, thế nghĩa là bạn đang đi đúng hướng. Do vậy, đừng từ bỏ nó. Bạn không cần phải có một ý tưởng hoàn chỉnh và chính xác về điều bạn sẽ làm trong tuần tới hay trong năm tới. Bởi nếu bạn có một ý tưởng rất rõ ràng về điều sẽ xảy ra và bạn gắn chặt vào ý tưởng đó, bạn sẽ đóng sập toàn bộ mọi khả năng lại. Một đặc điểm của trường mọi khả năng là mối tương quan vô hạn. Trường này có thể sắp đặt vô số sự việc trong không gian, thời gian để mang lại kết quả mong muốn. Nhưng khi bạn gắn chặt vào nó, mục đích của bạn sẽ bị đóng chốt vào một tâm thế cố hữu, cứng nhắc, và bạn sẽ mất đi tính linh động, óc sáng tạo và tính tự nhiên vốn có của trường này. Khi gắn chặt vào nó, bạn sẽ đóng băng khát vọng của mình, và nó tách khỏi sự linh động và linh hoạt vô hạn mà ép vào một khuôn khổ cứng nhắc, cản trở toàn bộ quá trình sáng tạo. Quy luật buông bỏ không can thiệp vào quy luật mục đích và khát vọng về cách đặt mục tiêu. Bạn vẫn có ý định đi theo một hướng nhất định, bạn vẫn có mục đích. Tuy nhiên, giữa điểm A và điểm B là những khả năng vô hạn. Khi đã thông hiểu sự bất định, bạn có thể chuyển hướng tại bất cứ thời điểm nào nếu bạn tìm thấy một lý tưởng cao cả hơn và nếu bạn tìm thấy điều gì đó thú vị hơn. Ít có khả năng bạn sẽ áp đặt giải pháp lên mỗi vấn đề. Điều đó giúp bạn tỉnh giác và nhạy bén trước các cơ hội. Quy luật buông bỏ thúc đẩy toàn bộ quá trình tiến hóa. Khi hiểu được quy luật này, bạn sẽ không cảm thấy bị hối thúc phải áp đặt giải pháp lên các vấn đề. Khi bạn áp đặt giải pháp lên các vấn đề, bạn chỉ tạo ra những khó khăn mới mà thôi. Nhưng khi bạn chú ý đến sự bất định và quan sát sự bất định ấy trong khi mong mỏi chờ đợi giải pháp xuất hiện từ trong trạng thái hỗn loạn và lộn xộn này, thì điều xuất hiện sẽ rất tuyệt diệu và thú vị. Trạng thái tỉnh giác này, sự sẵn sàng của bạn trong hiện tại trong trường bất định là phù hợp với mục tiêu và mục đích của bạn, cho phép bạn nắm bắt cơ hội. Vậy thì cơ hội đó là gì? Nó nằm ngay trong từng khó khăn mà bạn gặp phải trong cuộc sống. Mỗi vấn đề mà bạn phải đối mặt trong cuộc sống đều chính là hạt giống cơ hội cho lợi ích nào đó lớn hơn. Một khi bạn nhận thức được điều đó, bạn sẽ mở ra cho mình vô số khả năng, và điều này giữ cho điều bí ẩn, kỳ diệu, thích thú và mạo hiểm luôn hiện hữu và sống động. Bạn có thể nhìn nhận mỗi khó khăn mà bạn gặp phải trong cuộc sống như một cơ hội để có được lợi ích nào đó lớn hơn. Bạn có thể tỉnh giác và nhạy bén trước các cơ hội bởi bạn dựa chắc trên khả năng thông hiểu điều bất định. Khi sự chuẩn bị của bạn gặp cơ hội thì giải pháp sẽ tự đến. Cái sinh ra từ đó thường được gọi là may mắn. May mắn chính xác là sự chuẩn bị và cơ hội xuất hiện cùng một lúc. Khi hai yếu tố này đi liền với sự tỉnh giác phân định cái hỗn mang, thì giải pháp xuất hiện sẽ trở thành lợi ích mang tính tích cực đối với bạn và tất cả những người mà bạn tiếp xúc. Đây là công thức hoàn hảo của thành công, và nó dựa trên quy luật buông bỏ. Áp dụng
quy luật buông bỏ. Tôi sẽ thực hiện quy luật buông bỏ bằng cách cam kết tuân theo các bước sau. Hôm nay, tôi cam kết với chính mình sẽ thực hiện buông bỏ. Tôi sẽ cho phép mình và những người xung quanh được tự do là chính họ. Tôi sẽ không cứng nhắc áp đặt ý kiến của mình rằng mọi thứ nên như thế nào. Tôi sẽ không áp đặt giải pháp lên các vấn đề, bởi như thế sẽ tạo ra những vấn đề mới. Tôi sẽ tham gia vào mọi việc với thái độ khách quan. 2. Ngày hôm nay, tôi sẽ coi bất định như một phần tất yếu trong trải nghiệm của mình. Khi sẵn sàng chấp nhận bất định, giải pháp sẽ tự nảy sinh từ các vấn đề, từ tình trạng bối rối, lộn xộn và hỗn loạn. Mọi thứ càng có vẻ bất định thì tôi sẽ càng cảm thấy an toàn, bởi sự bất định là con đường dẫn tôi tới tự do. Thông qua hiểu biết về bất định, tôi sẽ tìm thấy sự an toàn cho mình. 3. Tôi sẽ bước vào trường của mọi khả năng và chờ đợi điều lý thú có thể đến, trong khi mở lòng trước vô số lựa chọn. Khi bước vào trường của mọi khả năng, tôi sẽ được trải nghiệm tất thảy mọi niềm vui, phiêu lưu, bí ẩn và điều huyền bí của cuộc sống.